hướng dẫn lái xe Oregon phần 3, rẽ và giao lộ. Trên trang này, một tín hiệu rẽ, 2, lượt đi, 3, giao lộ, 4, bùng binh, 5, câu hỏi kiểm tra mẫu. Tín hiệu rẽ, đèn báo rẽ được sử dụng để liên lạc với những người lái xe khác nơi bạn định đến. Bạn phải báo hiệu trước khi rẽ chuyển làn ra khỏi bùng binh hoặc tấp vào lề đường. Trước khi thực hiện một động thái như vậy, hãy chắc chắn rằng bạn có thể thực hiện một cách an toàn. Kiểm tra giao thông phía trước, phía sau và bên cạnh. Nếu xe của bạn đang tham gia giao thông, hãy sử dụng đèn xi nhan ít nhất 100 feet trước khi rẽ hoặc chuyển làn. Khi bạn đang đậu ở lề đường và chuẩn bị tham gia giao thông trở lại, hãy sử dụng tín hiệu đủ lâu để cảnh báo phương tiện rằng bạn đang di chuyển vào làn đường. Chỉ sử dụng tín hiệu bằng tay và tay vào ban ngày và khi bạn có thể nhìn rõ người và xe ở khoảng cách 1.000 feet. Bạn phải sử dụng đèn xi nhan vào ban đêm hoặc khi tầm nhìn kém. Không nên sử dụng tín hiệu bằng tay và tay bất cứ lúc nào bạn đang lái một chiếc xe rộng hoặc dài. Hình báo hiệu quẹo phải, hình báo hiệu quẹo trái, hình báo hiệu dừng và giảm tốc độ. Đừng chỉ dựa vào tín hiệu rẽ của người lái xe khác. Người lái xe có thể báo hiệu để rẽ phải và thay vào đó rẽ trái, hoặc có thể rẽ mà không cần báo hiệu. Lượt đi, quy tắc rẽ được áp dụng ở tất cả các địa điểm, chẳng hạn như đường lái xe và hẻm, không chỉ ở các giao lộ. Kiểm tra giao thông phía sau và bên cạnh bạn tốt trước khi bạn rẽ. Quay nhẹ nhàng và ở tốc độ thấp hơn. Sơ đồ bên phải minh họa các làn đường sử dụng khi rẽ trái và rẽ phải. Bạn có thể rẽ qua làn đường dành cho xe đạp, nhưng không được chuyển sang làn đường dành cho xe đạp để chuẩn bị rẽ. Luôn luôn kiểm tra xe đạp trong điểm mù của bạn trước khi rẽ. Để ý những người đi xe đạp có thể vượt lên bên cạnh xe của bạn khi bạn đang chuẩn bị rẽ. Bạn phải nhường đường cho người đi xe đạp trong làn đường dành cho xe đạp hoặc trên vỉa hè. Kiểm tra lối sang đường dành cho người đi bộ và dừng cho người đi bộ. Biển báo kiểm soát sử dụng làn đường hoặc vạch kẻ trên vỉa hè có thể được sử dụng để hướng bạn vào làn đường chính xác trước khi rẽ. Nếu bạn đang ở giao lộ và đi sai làn đường để rẽ, hãy đi đến giao lộ tiếp theo. Sẽ an toàn hơn khi lái xe quanh khu nhà so với nguy cơ bị tai nạn do chuyển hướng hoặc làn đường vào phút chót. Rẽ phải, đi gần hết mức có thể đến lề đường bên phải hoặc mép đường. Ngay trước khi đi vào giao lộ, hãy nhìn sang bên trái, phía trước, bên phải và bên trái một lần nữa để biết giao thông. Rẽ trái, trên đường hai chiều, đến chỗ rẽ với xe của bạn trên làn đường ngay bên phải vạch giữa. Ngay trước khi đi vào giao lộ, hãy nhìn sang bên trái, phía trước, bên phải và bên trái một lần nữa để biết phương tiện giao thông đang tới và phương tiện cắt ngang. Luật Oregon yêu cầu người lái xe phải nhường quyền cho xe cộ đang chạy tới cho đến khi rẽ an toàn. Rẽ ngay trước điểm chính giữa tưởng tượng trong giao điểm. Lái xe ngay bên phải đường trung tâm của con phố bạn đang đi vào. Việc rẽ trái vào đường hai chiều khi gặp đèn đỏ là vi phạm pháp luật. Nếu có làn đường rẽ trái, bạn phải rẽ từ làn đường đó. Rẽ trái, đường một chiều đến đường một chiều. Tiếp cận chỗ rẽ ở làn đường gần lề đường bên trái nhất. Rẽ vào làn đường bên trái gần nhất để lưu thông trên con đường bạn đang đi vào. Bạn có thể rẽ ngược lại đèn đỏ sau khi dừng lại và nhường đường cho xe cộ và người đi bộ. Rẽ trái hoặc phải, đường hai chiều đến đường một chiều. Tiếp cận chỗ rẽ trong làn đường giao thông gần với hướng rẽ nhất. Rẽ vào làn đường gần nhất để lưu thông trên con đường bạn đang đi vào. Bạn có thể rẽ ngược lại đèn đỏ sau khi dừng lại và nhường đường cho xe cộ và người đi bộ. Rẽ trái, đường một chiều đến đường hai chiều. Tiếp cận chỗ rẽ ở làn đường gần lề đường bên trái nhất. Rẽ vào làn bên phải của vạch giữa. Bạn không thể rẽ vào chỗ này khi gặp đèn đỏ. Làn đường rẽ trái hoặc rẽ phải kép.
Nhiều làn đường có thể rẽ theo cùng một hướng cùng một lúc khi các biển báo điều khiển làn đường hoặc vạch kẻ trên vỉa hè cho phép. Đảm bảo tuân theo các vạch kẻ trên vỉa hè và đi đúng làn đường của bạn khi rẽ vào đường có nhiều làn hơn làn bạn đang rẽ. Ví dụ về lỗi cua, nguyên tắc chung để rẽ là rẽ từ làn đường gần nhất theo hướng bạn đang đi đến làn đường gần nhất theo hướng bạn muốn đi. Tránh lạng lách hoặc chuyển làn khi rẽ. Quay đầu. Các địa điểm sau bị cấm quay đầu xe: các giao lộ được điều khiển bởi tín hiệu giao thông, trừ khi có biển báo cho phép lần lượt. Giữa các ngã tư trong một thành phố, bất kỳ vị trí nào trong giới hạn thành phố không thể nhìn thấy xe của bạn bởi giao thông đến từ một trong hai hướng trong vòng 500 bộ. Bất kỳ vị trí nào bên ngoài thành phố giới hạn nơi xe của bạn không thể được nhìn thấy bởi phương tiện giao thông đến từ một trong hai hướng trong vòng 1.000 bộ. Tại hoặc trên đường sắt giao nhau, bất kỳ vị trí nào cấm quay đầu bằng biển báo hoặc vạch kẻ chính thức. Giao lộ, biển báo dừng, biển báo nhường đường và tín hiệu giao thông điều khiển luồng giao thông tại các giao lộ đông đúc. Người lái xe phòng thủ không bao giờ giả sử có biển báo dừng xe hoặc tín hiệu giao thông sẽ dừng xe đang đến gần. Tại nơi đường giao nhau có biển báo dừng, tín hiệu đỏ ổn định hoặc tín hiệu đỏ nhấp nháy, bạn phải dừng lại trước vạch dừng hoặc vạch dành cho người đi bộ đã được đánh dấu, nếu có. Nếu không có vạch dừng hoặc lối sang đường dành cho người đi bộ, hãy dừng lại trước khu vực băng qua không được đánh dấu trước khi đi vào giao lộ xem phần người đi bộ. Luôn nhường đường cho người đi bộ, xe đạp và phương tiện giao thông trong giao lộ khi rẽ được phép. Sau khi dừng xe, nếu bạn không thể thấy xe cộ qua lại từ bên trái và bên phải của mình, hãy kéo nhẹ về phía trước và quét khu vực đó. Ngay cả khi bạn có đèn xanh, không đi vào giao lộ trừ khi có chỗ cho xe của bạn ở phía bên kia. Tại các giao lộ có biển báo dừng ở cả bốn hướng, người lái xe dừng trước được phép đi trước. Khi nghi ngờ, hãy nhường cho người lái xe bên phải của bạn. Đừng bao giờ cho rằng người lái xe khác sẽ nhường đường cho bạn. Tại các giao lộ có biển báo dừng hai chiều đối diện nhau, người lái xe rẽ trái phải nhường quyền cho xe đang chạy tới hoặc đang chạy ngược chiều. Khi bạn đến gần một giao lộ không có biển báo hoặc tín hiệu, trước tiên hãy nhìn sang bên trái để đảm bảo xe cắt ngang đang nhường đường cho bên phải, sau đó nhìn về phía trước và bên phải. Hãy chuẩn bị để dừng lại. Nhường quyền nhường đường cho bất kỳ phương tiện nào trong giao lộ hoặc đang tiến đến từ bên phải của bạn. Khi bạn đi vào giao lộ, hãy kiểm tra lại xem có các hành động bất thường hoặc không mong muốn. Nếu bạn là người lái xe trên đường kết thúc tại giao lộ T không có biển báo hoặc tín hiệu, bạn phải nhường đường cho người lái xe trên đường. Bùng binh, đường tròn và vòng xuyến là tất cả các thuật ngữ được sử dụng cho các giao lộ hình tròn với một đảo ở giữa. Giao thông di chuyển theo một hướng, ngược chiều kim đồng hồ, xung quanh đảo trung tâm. Biển cảnh báo có mũi tên trong hình tròn cho biết phía trước có giao lộ hình tròn. Các bước sau đây sẽ giúp bạn di chuyển an toàn qua bùng binh. Tiếp cận, giảm tốc độ khi bạn đến gần bùng binh. Tìm kiếm các dấu hiệu để xác định vị trí lối ra của bạn. Để ý xe đạp, họ sẽ hòa vào dòng xe cộ hoặc sử dụng vỉa hè. Khi đến gần lối dành cho người đi bộ, hãy dừng lại để dành cho người đi bộ qua lối dành cho người đi bộ trong làn đường của bạn. Đi vào. Trước khi đi vào bùng binh, bạn phải nhường đường cho xe cộ bên trong cũng như ra khỏi bùng binh. Chờ một khoảng trống và hòa vào dòng xe cộ. Hãy chuẩn bị để dừng lại nếu cần thiết. Tiếp tục, khi đã vào bên trong bùng binh, hãy di chuyển quanh vòng xuyến cho đến khi bạn đến lối ra của mình. Cho phép xe đạp đã tham gia giao thông trên làn đường di chuyển đầy đủ. Không vượt xe đạp trong vòng xuyến. Thoát cho biết kế hoạch thoát ra bằng đèn xi nhan bên phải của bạn. Để ý người đi bộ qua đường và chuẩn bị dừng lại. Bùng binh nhiều làn đường. Đường vòng có thể có một hoặc nhiều làn đường.
Dưới đây là một số mẹo giúp bạn đàm phán an toàn khi đi qua bùng binh nhiều làn đường. Chọn làn đường trước khi đi vào bùng binh. Hãy chú ý quan sát các biển báo dành cho lối ra và làn đường cùng với các vạch kẻ trên vỉa hè. Đi vào bùng binh bằng cách sử dụng làn đường thích hợp cho lối ra của bạn. Duy trì vị trí làn đường của bạn cho đến khi bạn thoát ra. Tránh chuyển làn khi ở bên trong bùng binh nếu có thể. Không vượt, không cố vượt hoặc vượt bất kỳ phương tiện nào. Đặc biệt là xe tải lớn và xe kéo trong vòng xuyến. Xe tải có thể phải đi cả hai làn đường. Vượt hoặc lái xe bên cạnh xe tải trong vòng xuyến là bất hợp pháp. Xe cấp cứu ở bùng binh. Không đi vào bùng binh khi các phương tiện khẩn cấp đang đến gần. Tấp vào bên phải, cho phép các phương tiện khác giải tỏa giao lộ để các phương tiện khẩn cấp có thể di chuyển qua bùng binh. Không bao giờ dừng lại khi ở bên trong bùng binh. Thay vào đó, hãy di chuyển qua và ra khỏi bùng binh. Khi bạn thoát ra, hãy tấp vào lề bên phải và cho phép xe cấp cứu đi qua. Câu hỏi kiểm tra mẫu. Khi rẽ từ đường này sang đường khác, một đung đưa rộng để thực hiện rẽ. 2. Di chuyển vào làn đường dành cho xe đạp trước khi rẽ. 3. Rẽ vào làn đường gần nhất theo hướng bạn muốn đi. Khi đến một bùng binh, bạn phải một nhường đường, đợi khoảng trống và hòa vào dòng xe cổ. 2. Dừng lại trước khi vào, sau đó hòa vào dòng xe cổ. 3. Tăng tốc để hòa vào dòng xe cổ. Khi dừng lại trên đường hai chiều ở đèn đỏ chờ rẽ trái vào một chiều, bạn một phải đợi đến khi đèn xanh. 2. Chỉ được bật đèn đỏ nếu có biển báo rẽ trái. 3. Có thể bật đèn đỏ sau khi nhường đường cho các phương tiện giao thông khác.